À, vâng, em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác các anh em đam mê đi bẫy cò bẫy vạc. Thì hôm nay em tiếp tục chia sẻ cũng như giới thiệu cho các bác những cái sản phẩm keo bẫy cò bẫy vạc siêu dính thôi nhá. Thì bây giờ đang đến mùa bẫy cò bẫy vạc của 2020 rồi, thì các bác nào mà đang có nhu cầu hay đam mê về bẫy cò bẫy vạc thì các bác có thể liên hệ trực tiếp bên shop theo 3 số điện thoại chính của shop để đặt hàng. Shop em là đến từ Bắc Giang, luôn luôn là ship hàng giao hàng tận nhà. Các bác nhận hàng, các bác mở hộp kiểm tra đúng sản phẩm thực tế keo bẫy cò bẫy vạc siêu dính này thì các bác thanh toán tiền thôi nhá. Đây là cái mẫu keo bẫy cò hàng keo pro, nó là chất liệu là công nghiệp không nhá, nó là hàng siêu dính luôn, đánh thì rất là dính mà bền. Đấy, anh em mà đánh không như phải ngày xưa các bác mua cái keo về các bác nấu nướng cứ thế này, mua về các bác cho keo vào que vào là quấn thôi thôi nhá. Đấy, rất nhiều video đã giới thiệu rồi. Vậy các bác có thể đánh bằng que tre, que nhựa không nhá. Đấy, bây giờ thì đánh cả que cóc cam. Đây là que tre này. Khi các bác mua được một cái hộp như này các bác nhá, một cái hộp keo bẫy cò như này là nó 1 ký. Đấy, 1 ký em đã đóng sẵn 1 ký này rồi. Thế còn các bác nào mà đánh ít hơn, đánh văn nghệ giải trí thì các bác có thể mua cái hộp nhỏ hơn này, nửa ký thôi các bác nhá. Thì que thì tùy theo các bác, có thể các bác gót bằng que tre. Đấy, que tre không nhá. Đấy, que tre này thì các bác quét làm sao nó nhỏ thôi, không cần to. Đấy, rất dẻo thôi. Đấy, nên là đánh rất là hiệu quả. Thế còn nếu mà các bác, nhiều bác thì đánh cái que tre, que nhựa không nhá. Đây, que nhựa này. Que nhựa này thì bên em cũng bán thôi nhá. Đấy, que nhựa này. Que nhựa này đảm bảo là không bao giờ, rất là bền. Đấy, không sợ vẫy. Đấy, rất là ok luôn. Đấy. Đây, các bác nhá. Đấy, thoải mái luôn mà rất bền, các bác có thể tút keo ra rất là đơn giản thay keo. Đấy, thì như thấy là cái que này các bác một bó này các bác về bác cứ cắm trực tiếp vào đây. Đấy, xong kéo ra là quấn thôi. Đấy, các bác nên là yên tâm là không dính đến tay. Đấy, rất là siêu dính luôn. Cò giả bên em cũng cung cấp không nhá, ở trong miền Nam này, đây mùa này một cò. Đấy, cò giả thì như thấy là cò giả thì màu trắng thôi nhá. Đấy, bên em làm rất là đẹp, cò thân là bằng xốp cứng, thế còn cái cổ là xốp mềm thôi nhá. Đấy, về các bác chỉ đưa vào đây thôi để xong, hoặc là đưa này tùy theo các bác đặt hai thế. Nên là các bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm về sản phẩm keo bẫy cò bẫy vạc thì có thể liên hệ trực tiếp bên shop không nhá. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi, chia sẻ anh em bạn bè cái keo bẫy cò bẫy vạc, que bẫy cò bẫy vạc. Nên các bác nào, hoặc là các bác có thể mua theo như cái này. Đấy các bác nhé, như cái này. Gọi là về các bác tự cắt. Đấy. Hoặc là các bác mà mua về làm lồng chim, bên em cung cấp đầy đủ các bác nhé. Đấy. Một cái video rất là ngắn thôi, em sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop. Các bác xem được video để cho em xin một like, một đăng ký kênh. Và chia sẻ anh em bạn bè cũng biết các bác nhé.